Asia hân hạnh giới thiệu DVD Live Show Nguyễn Hồng Dung Love Story. Đây là một chương trình ca nhạc mà quý khán thính giả hằng mong đợi. DVD Live Show Nguyễn Hồng Dung với riêng tiếng hát Nguyễn Hồng Dung cùng có sự góp mặt của hai danh ca Lâm Nhật Tiến và Nguyên Khang sẽ được đồng loạt phát hành cùng với CD Nguyễn Hồng Dung Live Show Chuyện Tình Tôi. Bộ selection đặc sắc này là một tác phẩm không thể thiếu trong tủ nhạc mọi gia đình. Xin quý vị đừng bỏ qua. Ngày tôi yêu gió hương đồng, tiếng hát nữ ca sĩ Như Quỳnh hợp cùng với những sáng tác và kỹ thuật của Asia đã từng tạo thành tích giữa vàng và phá kỷ lục phát hành CD trong âm nhạc hải ngoại. Chỉ là phù du thôi, ngày tôi đến nơi đây chỉ là giấc mơ. Đáp trả lời yêu cầu của đông đảo khán giả tha thiết gửi về Asia, nam ca sĩ Đa Nguyên đã cố gắng liên tục trong thời gian một năm dài để hoàn tất CD với riêng tiếng hát của mình. CD Những Lời Này Cho Em thực hiện bằng tất cả tấm lòng. CD đầu tay này của Đa Nguyên sẽ như món quà chân thành mà Đa Nguyên muốn gửi, như lời tri ân đến tất cả khán giả đã từng thương mến, ủng hộ Đa Nguyên trong suốt năm qua. CD Những Lời Này Cho Em với riêng tiếng hát Đa Nguyên chắc chắn sẽ là CD bán chạy nhất trong năm. Những lời này cho em.